Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ nữa thôi là 11 giờ khuya. Lúc đó đèn cũng đã tắt, âm thanh xe cộ nó lại vắng lặng đi. Cái không khí mà chú nghe rõ nhất á, chắc có lẽ là âm thanh của những cái tiếng gõ người ta đi bán dạo về khuya nè, âm thanh của những cái tiếng kêu của con vật nè, và người ta đã chìm trong giấc ngủ rồi. Đôi khi mình lầm lũi như vậy á, mình nhặt phế liệu đó, có khi nào chú vừa nhặt chú vừa rơi nước mắt không? Thôi, những lúc mà mưa đó, mưa nó ào à, mà trong khi mình đang lựa lụm ba cái dây chai mình bơm vô á, bắt đầu nó ào ào, cái gió nó thổi ba chữ, mình nói trời ơi, cuộc đời của mình sao nó gian nan mà nó lại bước vào trong cái cuộc đời của mình như thế này. Kiếm từng chén cơm manh áo chỉ hơn 50.000, với 50.000 đồng thì chúng ta có thể thưởng thức một cái tô phở đặc biệt trong thời gian 15 phút. Nhưng với 50.000 đồng, đối với ông cụ nhặt ve chai này á, ông phải trải qua 7 giờ lao động trong đêm, lầm lũi trên những cái tuyến đường, góc phố để mà nhặt phế liệu đổi lấy chén cơm manh áo cho cái cuộc đời mình. Ông có chia sẻ rằng á, mỗi một ngày như vậy, khi màn đêm buông xuống thì lúc là ông bắt đầu cái công việc chính của mình, từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ khuya. Có những đêm mưa gió, ông tự buồn cho cái số phận của mình, số phận của một ông cụ nhặt ve chai sinh sống trong đêm. Nhưng ai biết được rằng ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của ông á, đó là cố gắng gom góp tiền nhặt phế liệu dành dụm được để đi tìm lại người con thất lạc hơn 50 năm trời của mình. Và ngày hôm nay tâm sự với ông á, mình mới hiểu thêm về cuộc đời của một ông cụ nhặt ve chai trên tuyến phố ngay tại thành phố Long Xuyên. Ông nói rằng ông vui nhất á, niềm hạnh phúc nhất và lớn lao nhất trong cuộc đời của ông không gì cao sang cả, chỉ cần phế liệu người ta vứt đi á, người ta không đem đi bỏ thùng rác, mà người ta chỉ chờ ông đến đó để mà cho ông cái phần phế liệu đó. Vì đâu đó được rằng ông cảm nhận được cái tình thương ấm áp của người kia đã dành cho mình. Và ngày hôm nay câu chuyện ông cụ phế liệu nhặt ve chai mình xin được phép chia sẻ trong đoạn clip này. Một cái câu chuyện khá là dài về cái cuộc đời của ông, lận đận như những gì mà ông đã từng trải qua trong ngần ấy thời gian. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng nghe câu chuyện về ông ha. Dạ, Mường Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Mường Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Tối đêm nay á, thì Bùi Hồ cùng với lại một người anh của mình ngay tại Long Xuyên, đó là anh Nguyễn, thì đi dạo vòng vòng để kiếm một cái thứ gì đó ăn đêm, thì vô tình bắt gặp được chú à. Thì bên cạnh đây là một cái chiếc ve chai với đầy đủ phế liệu ạ cô bác của anh chị. Đây là những ve chai chú nhặt nữa ha. Ve chai bọc ni lông lụm á. Dạ. Lụm từ hồi chiều đến giờ. Dạ. Chú ơi thì chú coi cho con, tụi con biết là chú tên gì ha? Tên là Nguyễn Văn Tuấn. Chú Tuấn, chú Tuấn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm nay 1949. Là chú bao nhiêu hả ta? 49 năm nay 73. 73 tuổi, cô bác quý chị. Xem với lại cái tuổi của ông Tư, ông cụ nhặt ve chai. Thì quê cô chú ở đâu mà chú, tại sao chú làm với cái công việc này? Quê thì ở Hóc Môn. Dạ. Hóc Môn ở Sài Gòn ha? Hóc Môn ở Sài Gòn. Dạ. Rồi từ kiểu như là sống tha phương. Đó. Rồi cũng có con có cái, vợ thì chết rồi, vợ chú mất rồi, để lại đứa con mà năm nay là đứa con nó cũng khoảng cỡ chừng 50 rồi. Ồ, vậy là chú sống với một người vợ của mình nè. Rồi chú có con, một đứa con, con trai hay con gái? Đó là con trai. Vì sao chú lại lưu lạc đến cái vùng đất An Giang này? Vùng đất An Giang này lên khi hồi thời gian mình đi làm thuê làm mướn á, đi đổi cát rồi đi làm thuê này nọ, kiếm cuộc sống á, nó đúng ra cũng chật vật lắm. Dạ. Rồi càng ngày càng sống thì đi đầu này đi đầu kia, cuối cùng cuộc sống mình là cơ nhỡ mà. Dạ.
Thật sự ra trộm cắp thì không bao giờ có, chỉ biết lấy mồ hôi nước mắt mà đi làm lao động đội cát, xà lan ở dưới xà lan là đội đất đỏ, đi dùng Đồng Tháp, rồi Long Xuyên, rồi đi tới Hồng Ngự nữa đó. Thời gian có đi đội đá, đội cát đủ thứ. Dạ. Rồi sống lang thang rồi cuộc sống bây giờ năm nay nhìn lại cuộc đời của mình cũng năm nay cũng là 73 tuổi rồi. Nó trôi qua nhanh quá hả chú hả? Nó trôi nhanh lắm. Dạ. Đó là như vậy. Dạ. Ở đây chú có người thân gì không? Người thân thì nó đúng là bạn bè anh em thì đi bán cho cha nhau, gặp nhau, ngồi quán cà phê thì cũng có nhiều lắm chứ bộ. Dạ. Cũng là những người anh em luận cho cha cuộc sống. Dạ, rồi đó. Ở những người nhận phế liệu chung. Vậy đó. Con không biết là mỗi ngày thì chú thu hoạch, như chú nhặt những cái phế liệu này bán là được bao nhiêu tiền? Xăng thì đổ hết 40.000 mà một cái chiếc xe bự luôn á mọi người. Nếu mà trên chiếc xe này mà nếu mà lượm thẳng thét á thì nó đúng ra cũng được 100 mấy chục ký. Dạ. Tính ra bọc thì 100 mấy chục ký. Dạ. Bán cũng gần 100 mấy, trừ tiền xăng cộ ra cũng còn được 50 chục. Vì là hết sức lao động nên chú phải chọn với cái nghề này nó nhẹ nhàng hơn chú hơn tí hả chú hả? Đúng rồi. Ở đây thì chú sống ở đâu? Lắm mà. Sống ở Mỹ Hòa. Có quen một người, và người đó là người em, cũng như là em bạn bè, thì cho mình ở miếng đất để mình cho ở nhờ thôi. Dạ. Rồi mình che cái máy vậy đó. Che cái máy thôi. Ta thấy cái hoàn cảnh thì nó cũng giúp đỡ cho mình. Không ở trọ luôn. Không có ở trọ. Dạ. Đôi giày của chú nào để ủng. À để ủng. Đó. Rồi chú làm nghề nhặt phế liệu này bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra cũng trên 20 năm rồi. Trên 20 năm. 20 năm. Vì cái cuộc sống nó đúng ra cũng chật vật lắm. Con không biết là chú nhặt từ mấy giờ đến mấy giờ hả? Từ 5 giờ. 5 giờ sáng? Không, 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Cho tới 12 giờ, 12 giờ hoặc 11 rưỡi là về đó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 tiếng đồng hồ, cô bác không chị? Thì 7 tiếng đồng hồ trong đêm thì... trừ tất cả mọi chi phí về xăng cộ thì chú còn chỉ 50 ngàn thôi. Thì 50 ngàn đó con không biết là chú có trang trải đủ cuộc sống của mình á. Cũng có. Trong ngày không? Buổi sáng thì mình tới mình lấy cơm từ thiện đó. Dạ. Khoảng 12 giờ mình lấy cơm từ thiện, người ta thương, người ta cho hai phần. Dạ. Một phần mình ăn cơm trưa với chiều tối, người ta cho một phần nữa. Đó, dạ. Mình ăn cơm với từ thiện ngay chỗ chợ Long Xuyên này. Rồi có lúc mình ăn chỗ mà nơi là 2.000 phải không? Dạ. Vô mình ăn cũng được lắm, cuộc sống tương đối thì mình lớn tuổi mình sống về cũng mừng rồi, tất cả. Từ trước giờ chú Tuấn là chỉ là có vợ một lần đó, rồi từ đó về sau vợ mất thì chú không có vợ nữa, hay là có người gặp người nào nữa không? Không. Chỉ vậy là cuộc sống cũng bình thường vậy. Chú có biết con của mình đang sống ở đâu không? Biết. Là hiện tại giờ đứa con nó đang ở tôi gọi là Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Đắk Lắk. Sao chú biết ở đó? Tại vì thời gian hồi đó là hai vợ chồng sống nhau ở đó. Rồi sinh ra một đứa con rồi cha của người đó là người thượng. Người thượng. Rồi ẩm đứa nhỏ là luôn. Là ba vợ. Ba vợ là người thượng. Người thượng. Thấy đứa nhỏ giống ổng dữ lắm. Người ẩm về trên đó luôn. Ở Đắk Lắk nhưng mà ở xã nào, huyện nào chú? Tính ra coi tỉnh thì tỉnh Đắk Lắk. Dạ. Đây gọi là Đắk Lắk mà thuộc về đất Min đó phải không? Dạ. Khu vực đó là khu vực dân tộc. Dạ. Nhớ cái hồi đó là ở ngay chỗ gọi là Biển Hồ. Biển Hồ. Cái khu vực đó là khu vực của Biển Hồ, đi làm củi làm than mà. Đã mới quen được người con gái đó là... con gái là lúc đó mới có 16, 17 tuổi rồi. Nhưng mà vợ chú là bao nhiêu tuổi thì vợ chú mới mất? Thì hai người gặp nhau thì khoảng cơ chú thì lúc đó khoảng 17, 18, còn vợ thì khoảng 17, yeah. 17, 16 vậy. Yeah. Đi làm than mà, đi làm than, đi cưa cây, cặt củi, hồi đó bự con lắm rồi, yeah. bự hơn con luôn á. Đi làm than, làm củi, rồi cưa những cây be hạ xuống để mà những cái người đó người ta vô người ta làm rừng á, yeah. Dắt về. Đem lên xe bay thì chở về Sài Gòn đi buôn bán rồi đó. Chờ mới đây mà quay lại cũng là gần trên đồng một năm. Thời gian đó, cô bác anh chị nó sẽ không chờ đợi ai cả. Nó lại lấy đi của mình nhiều thứ lắm. Thời gian nè, rồi
Thậm chí là vì cái công việc của mình làm nên chú sợ đã quên đi cái thời gian của mình đã nhặt phế liệu 20 năm rồi. Chú nhớ con của chú tên gì không? Simi. Simi. Người vợ đặt tên cho con trai là Simi. Simi ở Biển Hồ ngay tại Đắk Lắk. Chú có khi nào chú ước rằng mình sẽ về lại đó mình tìm lại con mình không? Có rồi, có một lần về kiếm mà người ta nói từ thượng nó đi vô rừng sâu hết. Là cha đó, cha vợ là ổng đứa nhỏ nó đi vô trong rừng. Mỗi lần mà làm phá rừng là đi càng sâu càng sâu càng sâu. Cuối cùng mình cũng bất lực. Cũng bây giờ cũng không biết ha. Con của chú năm nay chú nhớ khoảng 50 mấy không? Nếu mà tính ra năm nay nó cũng khoảng coi chừng 65, 55. 55. 55. 55 hoặc là 53 đó, cả đó đó. Tại chú lúc... tìm con của mình là cái thời gian gần nhất là khi nào hả chú hả? Tìm con gần nhất là lúc đó là năm 60 tuổi. 60 tuổi. Được 60. Mà giờ từ hồi mà lên cho nó, lên trên kiếm tới giờ là năm nay được mười mấy năm rồi. Cũng chạy ra cũng được mười mấy năm rồi. Nhưng mà tôi không hiểu rằng đó là chỉ cần kiếm một người cha, cha vợ thôi mà ngặt cái cha vợ mình không biết tên, chết như mà biết cái bộ tộc đó vậy đó. Tộc gì chú? Bộ tộc Thượng. Bộ tộc Thượng. Bộ tộc Thượng, tại hồi đó đi vô rừng sâu mình đi cưa củi cây phải không? Thì có những người dân tộc họ đi cưỡi bằng voi á. Dạ. Vậy là cũng đã tìm kiếm một lần. Thì con không hiểu rằng là mỗi ngày thu nhập từ cái việc mà nhặt phế liệu này nè chỉ có 50 ngàn thôi. Thì ngày xưa chú đi tìm kiếm bằng thuê xe đi hay sao? Đâu đó, đi xe đò. Chú đi xe đò, tốn hết chi phí hết nhiêu và bao lâu để dành bao lâu mình mới có thời gian để kiếm con mình? Nói đúng ra thì lúc đó mình đi làm thì luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới con để mình thời gian mình còn sức khỏe đó phải không? Để mà mình đi gặp con cái của mình mà thời gian đó cũng cách đây mười mấy năm rồi. Dạ. Đi lên trên đó thì người ta nói bây giờ nó trang trải chỗ nơi ở đó, nó khác nhiều lắm. Đường xá, những cái khu rừng đó phải không? Mà bây giờ nó cũng làm cũng đường cũng lạ lắm. Vô cái bộ tộc đó là những cái người mà gọi là đi bằng voi á. Dạ. Người thượng đi bằng voi là cái bộ tộc của những người như vậy đó. Mà nó đúng ra thì cơ duyên con người gặp nhau thì thấy cũng thương. Cuối cùng chết, chết vì vấn đề sốt rét. Rồi cha vợ ẩm đứa nhỏ đi vô rừng sống. Rồi mình cũng bữa nay bữa nọ rồi riết rồi cũng chán trường. Dạ. Rồi cũng quay về đi nhiều nơi lắm. Về Sài Gòn rồi đi về nơi rồi đi tùm lum hết á. Cuộc sống ở đâu ai làm thuê làm mướn là mình cứ đi tới. Đi về Định Quán nữa. Định Quán Đồng Nai. Cái câu chuyện của chú á thì đôi khi mình cũng cảm thấy ngậm ngùi ha. Con muốn biết được rằng đó là chú Tuấn. Nếu mà nói mà bộ phim này mà được ra nước ngoài đó. Dạ. Thì những anh em hồi xưa đã biết được mình đó, đã biết liền. Tại hồi đó là mình cũng là một cái cuộc sống cơ nhở. Những anh em hồi xưa đã biết nhiều lắm. Mà họ đi Mỹ hết rồi. Tên đầy đủ của chú là gì chú Tuấn? Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn. Chú Tuấn năm nay thì 73 tuổi mọi người. Thì có khi nào chú nằm đêm mà chú suy nghĩ ngủ ngoài hiên nhà ta từng tuổi này rồi thì mình không có con cái kế bên nè, không có người bạn tri kỷ của mình nè, thì mình lại sống lầm lũi như vậy á. Thậm chí là cuộc sống của chú bắt đầu khi người ta đã chìm vào trong giấc ngủ rồi. Thì chú có cảm thấy buồn cho cái số phận của mình không? Thực sự mình nói không có, đó là mình dối cái lương tâm. Nhưng mà cái nỗi lo âu là lúc nào mình cũng buồn. Dạ. Nhưng mà không có. Nhưng mà buồn rồi cái thời gian mình chỉ thấm thoát qua lúc những cái cơn mà mình làm mệt mỏi đó phải không? Dạ. Rồi bắt đầu cái mình ngã lưng xuống mình ngủ rồi có nghĩa là xong rồi. Đâu còn cái gì nữa đâu. Giờ chỉ biết lo mình làm cái đồng tiền để mình lo này lo thôi chứ không biết cách nào. Nợ nần thì không có sợ là không có thiếu ai. Để cái chỗ đó. Có nhiều lúc đó mình nợ nần sợ ai cũng sợ chỗ còn mình có gì đó mình chết. Dạ. Kệ làm ăn nhiêu có nhiêu. Vậy thôi.
buổi sáng làm xong bán vé chai lên chỗ từ thiện lấy bữa cơm, ta thương để cho hai phần cái mình ăn. Có nhậu hút thuốc gì không chú Tư? Không, không luôn hả? Rượu chè thì không có. Cuộc đời của chú gắn liền với cái chiếc xe này. Ừ, vậy cứ gông gũi khắp nơi, vừa kiếm được tiền vừa làm sạch cho cho đô thị nữa. Kiểu như là mình thì cái phong trào bây giờ là nói về môi trường á, cũng như là mình cũng có một phần nào tiếp tay vô để mình cho môi trường cũng xanh tươi đẹp, phải không? Dạ. Cũng đỡ chứ mà, nhưng mà lại ngược lại cũng có cái cơ hội đó, mình cũng bán ra chai ra cũng được có tiền vậy. Cái ngày mà chú bán đắt nhất là nhiêu tiền? Chỉ có ngày Tết á. Tết á thì bán đắt nhất á là một ngày là ngày 27, 28, 29 ha, là bán có khi được 200 mấy. Đồ tao bỏ ra nhiều lắm. Phải nói mình chở không hết luôn á. Có Tết mùng 1 chú có nghỉ không? Làm luôn. Ừ, làm luôn. Không, hình như Tết không có lúc nào gọi là nghỉ, chỉ có những nghỉ những cái lúc mà này bây giờ nè là không có hàng đó, hiểu không? Dạ. Thì chai không có thì đôi lúc từng mình nghỉ được 2-3 bữa xả hơi vậy đó, chứ còn qua Tết thì hàng cũng hiếm. Có mấy chú chỉ có cái áo ta dài thôi à? Ừ. Mà chú không có mặc áo khoác tối lạnh thì sao? Đi biết hình như mồ hôi nó không có lạnh nữa. Làm biết nó quen rồi, hiểu không? Quen hết trơn. Con không hiểu là cuộc đời của chú là khi mà cô mất á, tại sao chú không chọn mình là bước thêm bước nữa? Nói đúng ra có, nhưng mà lênh đênh lắm, nó không có vào trong cái cuộc sống này nọ. Có ai có hiểu qua được cái tình cảm cái như chú á, chú hiểu nhiều lắm. Chú có thể kể cho tụi con nghe. Những người mà có thể mình làm trăm năm mà làm bạn làm bè mà để mà thực tế cái chuyện đó không bao giờ có, thật sự không bao giờ có. Tại sao? Đòi hỏi phải có vấn đề kết hôn, rồi phải có tiền đồ, ai là người thương mình. Chỉ cần tới nói chuyện tình cảm đôi với lúc cũng khoảng cái chừng được đôi ba tháng, người ta thấy mình như vậy là người ta cũng biết rồi. Tao biết sao? Tao biết mình là cuộc sống là cũng gian nan, không thể nào bảo bọc được. Ta không có chịu thương mình vì ta nghe thấy mình nghèo hả? Thiệt đó, rõ ràng đó, chứ không phải là thực tế là đúng luôn á, không phải ấy đâu. Nhưng mà chú có thử ngỏ lời với ai chưa? Có chưa. Rồi người ta cũng, nói với chú sao? Nói cuộc sống vậy làm gì còn cái gì nữa mà vợ với chồng. Cái đó điều này thật sự là không còn. Cái điều này hiếm. Người ta từ chối lời ngỏ lời của chú hay là chú ngại ngỏ lời với người ta? Không, ta cũng từ chối liền. Đó là cuộc sống là rõ ràng luôn. Tại vì cái cuộc sống cái người Việt Nam mình đó là khi mà mình bước đến một cái cuộc sống cho nó ổn định á, thì cái người phụ nữ á đang nhìn vô con người mình trước tiên là cái tiền đồ, như gia trai này thôi là thua. Trừ khi nào gia trai mà họ sống hồi xưa vợ chồng với nhau đó, họ sống với nhau mà hồi xưa mà có một cái tiền đồ rồi tự nhiên nó bị cơn ơi nó sụp đổ, thì họ mới sống đoàn tụ được. Còn mà mình mà thuộc về cho trai như vậy là mà hôm mà để mà có vợ để đùm bọc cái cuộc sống, cái này là điều kiện này là không bao giờ có. Để chú có nói hết rồi, chú có làm hết rồi mà không được. Có nghĩa là chú nói gì nè cô bác anh chị. Đôi khi vợ chồng gắn bó từ tuổi còn son á, làm ăn khấm khá rồi không may á sụp đổ thì người ta còn gắn bó với nhau. Nhưng mà đối với chú á thì người ta thấy cuộc sống của chú vậy nè, nhập phế liệu á, người ta không dám dấn thân vào vì người ta sợ khổ giống như chú. Đúng rồi đó. Nhưng mà chú có tin vào tình yêu không? Biết đâu tình yêu tiếng sét đó sao? Không, không tin luôn. Cái điều này mình đã từng tuổi này rồi, phải không? Mà là mình đã hiểu rồi. Yeah. Thật sự là đúng hiểu. Nhưng mà cái tình thương của người ta có một cái tình thương hại có. Ta thương hại có nhưng mà tình thương yêu đương thì chưa có. Thương hại mà là thương mình cái chân thật của mình luôn, có tận tình giúp đỡ có, nhưng mà nói về mà sống để mình trở thành trăm năm hạnh phúc ha, cái điều đó là không giờ có. Rõ ràng không giờ có. Dù cái ông Phật ông có ngồi vậy mày phải lấy thằng này cho bằng được là không bao giờ. Không bao giờ. Lạ đời đó, thấy rồi. Con trai của mình về chữ nghèo cũng khổ quá ha chú ha. Nữ thì có thể nói thì không phải nói, nhưng mà phụ nữ nghèo thì có thể gặp được những người giàu sang.
Nhưng mà con trai á thì khi đã khổ rồi á, kiếm những người phụ nữ giàu cũng rất là khó. Còn một phần là người đàn ông lại mặc cảm anh. Đúng, lại mặc cảm hay chút hơn. Như người ta đến với nhau rồi thấy rõ, đến với nhau rồi tan hàng thấy rồi. Nó cũng không có cái gì gọi mà nó có cái trăm năm hạnh phúc. Thà mình cứ giữ cho nó trọn vẹn cái tình thương của con người mình á, như vậy nó bền bỉ hơn là để mà đến với vợ chồng. Thật sự không được. Nhưng mà con nghĩ gì nè, có những người người ta giàu á, một số thành phần xấu người ta làm những cái công việc bất chính ta giàu, ví dụ vậy. Còn chú làm cái công việc này nè là do chính cái sức lao động của mình, là do chính cái đôi tay của mình làm ra, thì người ta phải trân trọng hả chú? Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Ai làm gì làm, mình cứ lủi thủi mình lo mình làm bằng cái tâm của mình là được rồi. Vậy đó, nhiều khi đang lụm ha, thấy có một người họ đi qua đường á, nó có một cái vấn đề gì mình nhìn vô mình biết liền, bỏ liền, bỏ tất cả đồ qua bệnh, tận dụng giúp cho người ta đi qua. À, có thể mình đi đâu, có thể nặng quá mình có thể mình chở người ta đi cũng được nữa. Yeah. Đó, cũng có nhiều hoàn cảnh của người ta cũng có vậy. Nhiều khi người ta về ban đêm á, ta đi cà sạch mà đón xe ôm thì xe ôm mắc quá. Mình thấy cái cảnh vậy mình cũng giúp cho người ta được một cái phần nào ở chỗ đó. Tại vậy. Cái công việc của chú như thế này thì chú lấy cái gì làm cái niềm vui cho cái bản thân chú? Nếu mà nói về cái niềm vui á, thật sự cái gì nó cũng có vui hết á, nhưng mà không có. Mình lụm được có những cái đồ nào mà thí dụ người ta cho mà thùng giấy ha, cho đồ cho chai ha, là mừng lắm. Rất là quý. Phải thật sự á, nhiều lúc người ta cho mình muốn khóc. Muốn khóc luôn? Ờ, muốn khóc luôn á. Tại vì người ta thấy mình rõ ràng mà, lụm bằng cái cách, bằng cái mồ hôi, bằng cái sức lực, bằng cái lao động. Tại sao có nhiều người ta vậy không cho, sao là cứ nhắm mình ta cho mình, thấy không? Mình cũng biết ra cái điều đó, mình thấy quý lắm. Cái hạnh phúc nhất là như vậy đó. Không có cái gì quý hơn bằng cái cuộc sống mà người ta nhìn vô cho mình rồi bắt đầu cái người ta đem ba đồ cho chai ra, nó à, cho chú một cái đó mình. Chứ không phải là mình không có khả năng mình lượm được, phải không? Nhưng mình đã cho vậy con mình thấy mừng. Cái hạnh phúc đó là chú Tuấn nó đơn giản lắm. Đơn giản vậy. Hạnh phúc đó chú á là khi mình gặp được một người nào người ta có phối liệu, người ta đem ra người ta nói này cho chú. Không phải là chú hạnh phúc vì chú nhặt được cái phối liệu đó, mà chú hạnh phúc vì chú nhận được từ cái tình người với nhau, từ cái tình thương của người đó dành cho chú Tuấn. Đúng không chú? Đúng rồi, cái đó là quý nhất. Ngày hôm nay hai chú cháu mình trao đổi tâm sự, chú thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ, tại vì có qua một lần rồi. Biết rồi đó. Qua rồi, đây là cái tình thương chân thật của người ta đến với mình, phải không? Mình cũng thấy quý, cảm quý lắm. Đó là quý vô bờ, vô bến luôn rồi. Thấy không? Nó như nãy ngồi vậy là thấy mừng lắm, vui. Chú Tuấn á, mặc dù cái công việc của chú á, thu nhập thấp lắm, và phải hàng đêm phải lầm lũi trên những cái con đường, những cái góc phố để mà chú nhặt phế liệu. Nhưng đâu đó Bùi Hồ cảm nhận được rằng cái năng lượng của chú nó lớn lắm. Chú luôn lạc quan với cái cuộc sống này, và chú không buồn tuổi vì cái số phận mình như vậy, mà chú lấy những cái nhỏ nhất trong cái việc của mình để làm vui, làm niềm vui cho cái chính bản thân mình. Đúng. Giống như cái câu chuyện của chú chia sẻ đó là chỉ cần người ta cho mình một ít phế liệu, người ta vứt đi nhưng mà người ta không vứt, người ta chờ mình lại người ta cho. Đó là một cái niềm vui của chú. Quý chắc nè. Muốn khóc luôn mọi người. Thiệt. Năm nay chú đã 73 tuổi rồi, thì niềm ao ước lớn nhất trong cuộc đời của chú chắc có lẽ là chú tìm lại được con của mình. Thì cô bác của anh chị có thể xem cái đoạn clip này và chia sẻ để cho mọi người hiểu thêm. Chú Nguyễn Văn Tứng đang ở Long Xuyên, An Giang, muốn tìm lại con của mình. Trước đây chú sống ở Hóc Môn, chú có người vợ ở Đắk Lắk, ở Bản Thượng. Và chú chỉ gần mong rằng mọi người có thể chia sẻ, thì Bùi Hồ sẽ nhất định chở chú. Để chú tìm được thì Bùi Hồ và anh Nguyễn chở chú lên tới đó luôn. Rất mong mọi người có thể đồng hành cùng với lại Bùi Hồ để có thể cho chú. Đây là một ước mơ coi như là hơn nửa đời người của chú à.
gọi là thất thập cổ lai hy hả chú ha? Cái chỗ ở hồi xưa mà kiếm được người con gái đó là cây số đó, và cây số 215 hoặc 205 là cái khu bản địa của cái người sóc thượng ở đó. Dạ. Yeah. Nhớ luôn mà giờ lên rồi đi hết rồi. Con không biết là 20 năm nay cái bữa ăn ngon nhất đối với chú là cái gì? Nếu mà ăn từ cái ngày mà chú làm cái công việc nhặt phế liệu á. Nếu nó đúng ngon thì cái gì nó cũng có ngon hết. Khi mà mình làm mà mình cảm thấy tự nhiên mình trong lòng mình nó vui vẻ, mà không có cái gì mà nghĩ khuẩn mà mình làm những cái chuyện đó không giờ có, thấy nó vui. Có nhiều lúc mình thấy có nhiều cái cuộc sống, có nhiều người ta thấy có điều kiện người ta sống được mà tại sao người ta không sống, mà ta làm những chuyện tào lao không mà để phải đi tù đi đời. Mình già cả đây mình còn làm được, còn thanh niên thì sao nó làm cũng được, nó đi làm những cái chuyện vớ vẩn đủ thứ, đi vô này nọ. Nhưng mà cuộc sống thì nó đúng ra thì đèn nhà đèn sáng, mình lớn tuổi rồi, kinh nghiệm cuộc sống kiểu như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tẹt cứ ban đêm mình đi làm cái tự nhiên có những người em, những người con, những người chú bác tới tâm sự gì mình rất là mừng, rất là quý. Con lại nghĩ như thế này, thời điểm này chỉ gần 9 giờ tối thôi, xe nó vẫn còn chạy ngoài đường, ánh đèn nó vẫn còn sáng rực lên, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ nữa thôi là 11 giờ khuya, lúc đó đèn cũng đã tắt, âm thanh xe cộ nó lại vắng lặng đi. Cái không khí mà chú nghe rõ nhất á, chắc có lẽ là âm thanh của những cái tiếng gõ người ta đi bán dạo về khuya nè, âm thanh của những cái tiếng kêu của con vật nè, và người ta đã chìm trong giấc ngủ rồi. Đôi khi mình lầm lũi như vậy á, mình nhặt phế liệu đó, mình phải lúc mà nó tĩnh lặng á, nó cho mình những cái cảm xúc nó khó tả lắm, và mình suy nghĩ về những cái nốt trầm trong cái cuộc đời của mình đó. Có khi nào chú vừa nhặt chú vừa rơi nước mắt không? Thôi, những lúc mà mưa đó, mưa nó ào ạt, mà trong khi mình đang lựa ra lụm ba cái da chai mình vơm vô á, bắt đầu nó ào ạt, cái gió nó thổi bay từ lưng mình, nói trời ơi cuộc đời của mình sao nó gian nan vậy, mà nó lại bước vào trong cái cuộc đời của mình như thế này, rồi hàng năm hàng tháng riết nó quen tự động thấy mưa là bắt đầu mình biết mình lo hết rồi vậy đó, mình biết mình lo hết dần dần, cái quanh năm suốt tháng là cái mình biết mùa mưa mùa nắng như thế nào mình hiểu hết rồi. Đó là cái cuộc sống mình phải chấp nhận, không than thở, phải ráng làm để mình cố gắng lên, để mình có thể mình tìm được những cái gì mới mẻ hơn nữa để mình làm ăn. Trời sinh ra sinh cỏ mà, thấy không, có lúc như thế này mình có thể mình mua đường tờ giấy số gì đó mình trúng đổi đời cũng mừng, nó cũng đỡ nhiều lắm chứ. Thấy nhiều người đi lượm dây chơi họ trúng số đó, nhưng không có mình, đâu mình đã không có đâu, không thêm được nước mắt luôn. Mọi người khi nghe chú kể rằng á, nhất là những lúc mưa, những lúc mà trời mưa trong đêm á thảm não lắm. Lúc mưa thì chú phải lầm lũi nhặt những cái phế liệu của chú bác. Thì lúc đó cô bác của anh chị cứ nghĩ đi, một ông cụ 70 tuổi vừa lượm vừa mưa tạt nè, không có chỗ nơi cư trú nè, rất tội luôn mọi người, phải nói là rất tội luôn. Đó, thật sự. Người ta lại chìm vào, đa số đại gia đình người ta chìm vào trong cái giấc ngủ hết rồi, người ta có chăn ấm nệm im, có những nơi ngủ rất là ngon lành. Thì chú là người phải đi kiếm từng chén cơm manh áo, chỉ hơn 50.000 thôi. 50.000 đối với mọi người á, thậm chí hiện nay nó chỉ bằng một cái tô phở thôi, 15 phút là xong. Nhưng đối với chú Tuấn á, 50.000 đó, chú phải đánh đổi cả một đêm hôm. Ngày hôm nay nè, trời còn trăng thanh gió mát, còn những đêm á, mưa gió thì cô bác với chị có thể tự tưởng tượng được rằng cuộc đời của chú, những người vào nhặt phế liệu như chú nó vất vả đến cỡ nào. Thiệt chứ, vất vả. Có làm cuộc sống mình mới hiểu được. Mừng nhất là những cái nỗi khổ mình mà những người mà họ tận tình đến với mình, họ chia sẻ,
đó cái niềm vui nhất là những cái điều mà người ta thấy mình rõ chân tướng. Đó là cái thật sự, đó là quý nhất trong cái cuộc đời của những con người kham khổ bước vào trong màn đêm mà những người nghe cha. Không phải riêng một mình chú đâu nha, cũng có nhiều người lớn cảnh họ cũng gian nan, nhưng mà cuộc sống phải ráng làm đó, đừng có bỏ bê bỏ bớt là được rồi, mình phải ráng mình làm cho nó tốt đẹp hay cũng vậy. Nhưng mà chú khi mình càng về già rồi phải không, thì mình lúc đó mình nghĩ tới con cái thấy không thương quá hả? Ừ, nghĩ đó mà nó là con cha mình cũng đỡ đỡ lo. Trời, lúc đó mà con gái mình còn hối hận nữa, nhưng mà chuyện đơn giản. Dạ. Mà con nào là cũng con, mà mình không gặp được con mình thấy cũng buồn. Thực sự là buồn. Nếu tính ra một giờ, một giây, một phút thôi mình còn sống là cái điều hạnh phúc rồi. Dạ. Quá. Còn được sức khỏe là một điều gì đó rất Nói về vấn đề bệnh hoạn à. Hay cái là từ hồi đó giờ không có một cái gì mà gọi là bệnh nặng ấy nha. Trời nuôi con ơi, phải nói trời ơi, trời nuôi á. Thấy người ta quá trời bệnh mà mình cũng như mùa Covid vừa rồi thấy không? Trời tưởng là chết. Thấy lâu quá không đi làm á. Dạ. Rồi mấy người ta thấy chắc ông này cũng đi lượm về cha chắc chết rồi phải không? Cứ tưởng không còn nữa. Cái bắt đầu cứ lùn lùn đi kiếm đi kiếm về cha, người ta thấy, trời ơi trời, ổng còn sống rồi hả? Người ta thấy mình đang mừng lắm nè. Dạ. Đó. Ta cũng chia sẻ nó. Tôi tưởng ông chết cũng bà thẻ tưởng chết con rồi hả? Vui ghê hả? Con nhận tưởng chết không à? Dạ. Mà sao trời sao hên sao mà sống tới giờ luôn. Chích cũng 4 mũi. Nghe chú chia sẻ về cái cuộc sống của mình á, thì con mong sau cái đoạn clip này cô bác anh chị xem á, sẽ có thể chia sẻ được cho nhiều người biết hơn, để người ta biết về cái cuộc đời của chú, cũng như là cho chú tìm lại được người con của mình. Đó là những cái mong ước lớn nhất trong cái cuộc đời của chú Tấn hiện tại. Và ngày hôm nay con chia sẻ đoạn clip này để cho mọi người hiểu sâu hơn về cái cuộc sống của những người mà tuổi cao sức yếu như chú Tấn phải hàng đêm nhặt ve chai để mà mua những cái phần ăn trang trải trong, như là cái những cái chi phí trang trải trong cuộc sống. Ít lắm mọi người, chỉ 50.000 thôi. Thương lắm. Thì cũng có dịp tình cờ con về đây, thì con cũng về nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên con biết đến chú. Thì chắc có lẽ là con sẽ mai gì con sẽ về đây con gặp chú nữa. Thì trước mắt thì con sẽ thay mặt cho chú Ken Vinh Trần ở Mỹ gửi cho chú 1 triệu. Đây là cái phần quà gửi cho chú để mà chú có thể mua một ít đồ gì đó ngon ngon để mà chú dùng, hoặc là mua một số đồ dùng thiết yếu rồi đó. Còn con hứa với chú, nếu như có một cái thông tin nào về con của chú, con sẽ là người trực tiếp chở chú lên đó. Là tao mừng quý Đắk Lắk. Cây số đó là cây số 200 hoặc 215, nhớ còn nhớ luôn cái khu bản địa ở khu đó nữa. Đó. Dạ. Hồi xưa là họ đi làm voi không nha. Thường đi bằng voi mọi người, có nghĩa là lúc đó còn voi nhiều quá. Còn voi không á, nhưng mà ở đâu. Dạ. Rồi bắt đầu họ đi làm cái đi hết khu vực này, họ phá rẫy xong rồi cái họ hết cái mùa đó là họ bỏ đi nữa. Dạ. Rồi lúc đó là chú gặp nhau với người đó là cưa cây, cắt cây, làm lò than, làm củi bán cho những người xe bé vậy đó. Rồi sau khi có vợ vậy đó, bắt đầu có một đứa con đó, sau này mới được có 1 tuổi là chết. Mọi người cha vợ ổng đi luôn. Chú Tấn có hát ca gì được không? Không, nói được. Nói về vấn đề về cái hát ca là cái không? Điều này là không có mà. Nhưng mà cái tâm tư thì nó đúng ra là có một cái sức mạnh là tràn trề cố gắng làm. Đó. Ngày hôm nay thì chú được thổ lộ cái tâm tư của mình nè, những cái câu chuyện của mình nè, đồng thời là những nỗi niềm của chú ấp ủ á, chắc cũng ít được chia sẻ với mọi người và được thổ lộ, chú thấy vui không? Vui chứ, cái nói điều này rất là vui, nhất là những màn đêm mà đi làm vậy phải không?
rồi có những người con, người em, người anh, người bác, người chú vậy đó, có một cái thúc cảnh để mà đem tới cho một cái niềm cho mình để mà sống, phải không? Là mình rất là thấy rất là vui mừng, rất nhiều lắm, vui mừng lắm. Nhưng mà đó là điều sự thật. Đối với chú Tuấn thì hiện nay thời điểm này chú chỉ cần người tâm sự đó hiểu chú, cho chú một ít phế liệu mà người ta bỏ ra thì đó là một cái niềm vui rất lớn. Nhận lời của chú là những cái tình người, những cái người mà người ta yêu thương chú, như vậy là vui lắm rồi. Và hôm nay thì cơ may con gặp được chú để hiểu thêm về cái câu chuyện của chú, thì con cũng thay mặt cho chú Kevin Trần để ủng hộ phần quà của chú. Tại con đi tình cờ thôi, thì con sẽ gặp chú nữa. Và buổi hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho chú một cái phần quà mà đối với chú á, nó phải rất nhiều đêm để mà nhặt được phế liệu để được cái số tiền này. Thì con mong chú những ngày tới là những ngày có những cái thông tin vui nhất về con của chú thất lạc sau, phải nói là 55 năm hả chú ha? Cỡ đó rồi. 55 năm. 55 năm. Dạ. Mới đây. Và bây giờ thì chắc có lẽ là để hiểu thêm về cuộc sống của chú á, vì họ sẽ cho chú quay cho đoạn chú đi nhặt phế liệu nha mọi người. Ở đây không có gọi là bắt chú phải đi nhặt, nhưng mà để cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của chú. Chú ha. Dạ. Thì cũng nhân tiện đây thì Bùi Hồ sẽ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.